Chào anh em đang xem miền Tây Solar. Thì tối nay em về lô hàng cũng lớn, quay giới thiệu cho anh em coi những mặt hàng đang bổ sung nhiều bên em. Nói chung hàng nhà vẫn còn nhưng mà có cơ hội bổ sung thì mình bổ sung. Cái này nó thiếu giữa chừng. Đây inverter em để nè. Đó, chỗ này em chưa câu đèn tới thui anh em thông cảm nha. Đó, inverter nè. Bao la ha, pin inverter rồi em bổ sung nhiều lắm. Đó, inverter. Đấy. Đó thì anh em nào mua liên hệ em nha. Ở trong nhà lớn kia đó, là cũng còn inverter rất là nhiều. Nói chung là nhiều lắm đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ em. Trong video này thì mấy anh em nào hôm bữa giờ mà đòi mua Samri, bên em có Samri nè, mua ủng hộ em nha. Nay có Samri luôn, đem về theo lời yêu cầu của anh em. Nói chung là công ty nhà phân phối thì cái giống gì nó cũng có đó. Đó, nhưng mà em bán loại này rồi thì em không bán loại kia. Nhưng mà anh em yêu cầu Samri nhiều quá thì bữa nay bán luôn. Yêu cầu cái gì nhiều bán cái đó ha. Thời buổi kinh tế thị trường, anh em muốn cái gì mình bán cái đó kiếm lời. Thì đây là con Samri 3,2 kg. Em về có 22 loại Samri thôi, 3,2 kg và 4,2 kg. Thì con 3,2 kg và 4,2 kg của bên em á, nhìn nó cũng giống giống nhau. 4,2 kg thì nó bự hơn, có hình cao hơn. Để ngày mai ban ngày em sẽ quay con 4,2 kg. Còn bây giờ em quay cho anh em coi con 3,2 kg. Thì sản phẩm này được trang bị lọc bụi rồi nha. Có lọc bụi rồi nha anh em. Bên đây với bên kia là dán hai cái tem bảo hành. Em đọc lại cho mọi người nghe thông số rồi. Con này là con 3,2 kg, kích đầu ra 3 kg, hệ ắc quy là hệ 24. Điện áp của tấm pin mặt trời là từ 55 tới 450V. 55 tới 450 ha. MVT sạc là 80A. MVT sạc là 80A. Và con này là con lắp được 3 kW pin, lắp 3 kW pin ha. Anh em thấy là lắp được 3 kg pin với lại điện áp tấm pin từ 55 tới 450. Rất là dễ lắp pin nha. Ắc quy thì hệ 24. Phải có ắc quy nó mới chạy. Thì con này em hay gọi là con 3,2 kg. Đó thì trước giờ người ta bán nhiều lắm rồi, em cũng bán nhiều lắm rồi, nhưng mà hồi đó em bán hàng cũ, bữa nay bán hàng mới nha. Nó là hàng mới 100% được bảo hành 6 tháng. Thì các anh em ở trên những cái diễn đàn hoặc là trên Shopee hoặc là trên mấy cái Facebook đồ người ta bán á, thì nó có những hình thức. Thứ nhất là bán không bảo hành, dám chơi dám chịu, rất là rẻ. Thứ hai là bảo hành 1 tháng. Thứ ba là bảo hành 3 tháng. Thứ tư là bảo hành 6 tháng. Thứ năm là bảo hành 1 năm. Và không có ai bảo hành con này 2 năm hết á. Bảo hành 1 năm trở lại thôi. Thì ở đây em đăng ký với công ty là em bảo hành cho anh em 6 tháng. 6 tháng. Thì nói chung là bảo hành càng ít ngày tháng thì giá càng thấp. Bảo hành càng nhiều ngày tháng thì giá càng cao. Em chọn bảo hành 6 tháng và em bán con này ra với giá là 4,2 triệu. Em bao ship. Bạn nào chạy tới tận nhà em lấy luôn thì em bán cho mọi người là 4,1 triệu nha. Mình nói là phải rõ ràng như vậy đó. Thì đây là Samri đây, Samri. Đó, màn hình đồ này kia các kiểu thì chắc rất là quen thuộc với anh em đúng không? Màn hình này kia. Thì sẽ có bạn vô hỏi là nó là gì, bám tải hay nối lưới hay là bù lưới gì gì đó. Mà em không biết cái khái niệm bám tải đối với anh em là như thế nào, khái niệm nối lưới đối với anh em là như thế nào. Cho nên nhiều khi em nói cũng không có hợp ý với anh em nữa. Thì con này là con nối lưới và bù lưới. Thế nào là nối lưới, thế nào là bù lưới. Đó, thế nào là nối lưới, thế nào là bù lưới. Nó chạy chế độ SUB, thiếu nhiều điện lưới vô nhiều thì gọi là bù lưới. Còn nó chế độ SBO, khi mà ắc quy hết, tấm pin mặt trời không có, ắc quy hết, nó nhảy trực tiếp lưới vô thì người ta gọi là chế độ nối lưới. Và cũng có anh em hỏi là con này là con 3 kg đầu ra, nhưng mà khi nó nối lưới á, thì nó có thể chạy thoải mái không? Thì câu trả lời của em là không. Khi nó nối lưới hay là bù lưới hay là chạy từ tấm pin hay là từ ắc quy thì nó cũng phải qua cái mạch công suất của con này. Mà khi nó qua mạch công suất rồi á thì anh em không có thể nào mà chạy thoải mái được đâu. Anh em chạy những con này 3 kWh trở lại thôi. Chúng ta sử dụng những cái tải 3 kg trở lại thôi. Ví dụ như anh em xài máy lạnh thì anh em xài được 2 máy thôi, chứ không thể nào xài được 3 máy nha. 2 máy thôi. Ở tivi, máy giặt hay là tủ lạnh hay là ấm siêu tốc hay là đèn quạt gì đó thì cái đó là thoải mái rồi, thoải mái ha. Thì hiện tại là con này đang quay quạt nè. Khi nó quay cái quạt thì nó có tiếng ồn. Tiếng ồn nha anh em, có tiếng ồn của quạt chứ không phải nó im re nha. Nó không phải im re những con cao cấp, nó có tiếng ồn của quạt. Không lớn lắm nhưng mà có tiếng ồn. Ở sản phẩm Samri thì như mọi người cũng biết rồi, trên thị trường quá nhiều người bán này. Chất lượng của nó thì ở nằm ở cái phân khúc trung bình ha. Nó rất là rẻ nha mọi người. Một cái con inverter như thế này nè, có MVT sạc là 80A nè, có kích đầu ra 3 kg nè,
có mạch nối lưới bù lưới nè đó, vậy mà bán có 4,2 triệu bao ship, ghê không, tới tầng nhà có 4,1 triệu à đó. Bây giờ hàng điện tử nó rẻ lắm anh em ơi, ba cái đồ năng lượng mặt trời rẻ lắm nha, ai mua thích thì mua, thích thì xài, đặc biệt là những anh với ghe hay là những chòi cá chòi nghêu, những cái anh mà không có điện lưới thì xài cái này là chân ái rồi ha, hiển nhiên là chân ái. Thì bữa nay ban đêm với lại em giới thiệu sản phẩm, em có một số lời nói với anh em như thế. Ở đây nó không phải ban ngày cho nên em không có test tải cũng như là không có gắn pin năng lượng nha. Em chỉ gắn ắc quy thôi và điện lưới thôi, đầu ra cũng chưa lấy nữa. Máy đang chạy chuẩn chỉ nè, anh em thấy không? Nó chạy thì em thấy là nói chung là nó cũng giống như cái eco em bán vậy đó. Gắn vô chạy thôi. Và được cái là hôm bữa giờ em khảo sát eco và Somri này cũng nhiều, em thấy nó ổn định. Nó ổn định ha, nó ổn định ở cái phân khúc giá của nó. Nó cũng ít phát sinh lỗi và nó cũng không có ăn dòng nhiều. Con này nó ăn chừng 15 đến 20 W, 15 W thôi nè. Nó chạy nói chung là ổn định, dòng phổ thông. Không phải quá xịn mà cũng không phải dởm, phổ thông nha anh em. Ai cũng xài được, ai cũng chơi được, ai cũng mua được, giá cả thì rất là hợp lý. Rồi, mới 100% bảo hành 6 tháng. Somri 3,2 kg giá bán nhiêu ta? 4,2 triệu bao ship, bản thông số ở đây nè. Anh em cần bản thông số thì mình chụp mình gửi cho anh em Zalo nha. Còn con 4,2 kg thì mình cũng nói luôn, nó y chang vậy mà nó bự hơn, cấu hình nó cao hơn. Mình sẽ bán là 5,1 triệu bao ship, 5,1 triệu bao ship. Rồi, kết thúc video đây ha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em những video lần sau nha. Rồi, rẻ ghê ha, 4,000,000+. Cỡ giá eco luôn, y chang eco luôn nha. Cỡ giá eco luôn. Dễ mua, dễ xài luôn.